giật mình như thế? Ở công ty thì đã căng thẳng việc công ty, thế là về đến nhà cái là vợ con khóc lóc nheo nhóc thế này. Anh làm cái gì mà em có khóc thế? À, đâu, em xem phim Hàn Quốc. Xem phim Hàn Quốc mà cũng khóc. Bây giờ này là cơm nước thì chưa? Sao anh lại hỏi em? Ôi trời ơi, anh không hỏi em thì hỏi ai? Thế bây giờ anh đi làm về vất vả thế mà có mỗi nồi cơm, nên là không biết vào bếp mà làm mấy món cho chồng ăn à? Sao anh nói to thế? Bụng em to như thế này làm sao mà em đứng nấu cơm được? Anh ơi, nhà mình thuê giúp việc đi. Giúp việc làm sao được hả? Nhà toàn đồ đắt tiền như thế này, nó nhỡ tay làm vỡ cái ly, vỡ cái đèn thôi là đã là cả một gia tài rồi. Thế là bây giờ anh tiếc tiền chứ? Không anh phải cũng là tiếc gì tiền cho vợ cho con kìa. Trời ơi, không phải là anh tiếc tiền nhá. Anh cứ như thế em đi về mẹ em mổ đấy. Em trật tự nhá. Cái suy nghĩ mà hơi tí cãi nhau là bỏ về đằng ngoại là anh không chấp nhận được đâu nhá. Còn nếu mà một khi đó là hai khi em thích nhá, trả về nơi sản xuất luôn. Đây này, anh nhìn đây này. Cái gì? Chồng người ta phải như thế chứ. 3 giờ sáng thèm bánh giò người ta còn đi mua cho vợ. Đấy à, về à, toàn bắt nạt vợ toàn quá tôi à. Thôi, đừng có khóc nữa. Đây là cách cư xử của mấy gã đàn ông mềm yếu. Còn anh bụi bặm phong trần nó phải khác chứ. Ừ cái gì, suốt ngày khóc lóc. Cơm nước đi. Ê, gọi giờ này. Alo. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Lung linh hai tiếng gia đình. Vợ à, anh biết là em đã có bầu, thế đâm ra tính cách thay đổi. Nãy em nói ở ngoài ấy, anh vào đây cứ suy nghĩ mãi. Xin lỗi vợ nhé. Lần này anh sẽ thuê luôn cho em 200 người giúp việc, lượn quanh nhà 11 tầng gác này, chỉ để hầu hạ cung phục em thôi nhá. Với lại cả là em có thời gian nhiều hơn, anh sẽ đưa em ra ngoại ô nướng thịt cắm trại, để cái tâm sinh lý của em nó được thoải mái nhất trước khi em nằm ổ. Are you ok? Hạnh phúc lắm đúng không? Không sao em. Bây giờ anh lại còn bảo tôi là tâm lý không bình thường nữa. Thì anh đã thuê người giúp việc cho em rồi. Bây giờ ý anh là bảo tôi bị điên đúng không? Sao em lại nói thế? Em không hề điên. Trong đôi mắt anh em là tất cả mà. Sao tự dưng anh lại thay đổi như thế? Đúng nãy ở ngoài kia anh còn quá tôi. Thế mà sau khi anh nghe một cuộc điện thoại, anh đi tắm, thế mà vào đây anh thay đổi. Anh có con nào? Em làm sao nhỉ? Mà thế này thì sống làm sao hả? Anh đang cố thay đổi để em hạnh phúc hơn, hiểu chưa? Từ trước đến nay làm sao mà phải thay đổi? Tại sao anh lại phải cố gắng trong khi chúng ta đang hạnh phúc bình thường? À, ôi trời ơi, khổ ơi là khổ. Bây giờ anh lại còn bỏ ra đây anh nằm nữa. Anh không muốn nằm cạnh tôi đúng không? Chẳng có mùi gì cả. Bây giờ anh là có biết cách tẩy mùi nữa. Thế này thì làm sao mà tôi phát hiện ra được? Anh bây giờ không cho tôi chạm vào chân của anh nữa. Tại sao từ nãy giờ tôi nói gì anh không trả lời á? Tôi hiểu rồi. Im lặng như thế này là tất cả những gì tôi nói là đúng đúng không? Tôi biết là anh thú tội bằng cách này mà. Tôi biết ngay mà. Sao anh định nói gì? Bây giờ anh lại định thanh minh đúng không? Tôi biết mà. Tôi em làm sao nhở? Tôi hiểu hết tất cả mọi việc. Bây giờ anh nhẹ nhàng cũng không được. Sao anh im lặng cũng không xong?
Anh nói với em là anh yêu thương em rất là thật lòng. Anh là một người đàn ông mà phải nói tại là... Tại sao anh lại phải giải thích như thế này? Nhưng vì anh bình yêu em thường. Nếu không có chuyện gì thì phải giải thích như thế này để làm gì? Nhưng mà thực sự là anh giải thích để chúng mình yêu nhau hơn rồi là đón con ra đời. Thì chúng mình vẫn thế mà. Bây giờ em làm sao nhỉ? Bây giờ em muốn cái gì? Tại sao anh lại quát em? Trời ơi. Rồi em đi vào đây. Đấy. Em thấy thế nào? Sang trọng không? Quá sang anh ạ. Anh nói thật với em nhé, anh mở ra cả cái showroom này chỉ phục vụ mỗi mình em. Thật á? Này, nhưng mà em chỉ sợ anh chiều em quá em lại sinh hư thì sao? Này, hư thì anh chịu được. Mà anh chiều như thế lúc đầu lại còn chê. Ai bảo nhìn cái mặt trông cũng hơi đẻo. Với lại á, anh sang nhà chơi cờ với bố em ấy lại còn dám thắng nữa. Ui giời, bố em buồn cười quả sự ấy. Chơi cờ toàn hoãn này. Mà này, chơi cờ quạt ấy thì trình ai cao người ấy thắng. Mà con đơn cha là người có phúc đúng không? Đấy, bố em phúc 70 đời mới có anh là con rể đấy. 70 đời. Này này này, mà anh nói luôn cho em nghe. Nhà anh ấy thì em biết rồi, đúng không? Anh có mấy căn chung cư, xe thì thích chiếc nào anh đi chiếc đấy. Đấy, mà nhìn mắt em hôm đến xem nhà là không thích bộ trắng ở nhà đúng không? Được rồi, ngày xưa các cụ là đổi trắng thành đen đúng không? Bây giờ ấy, anh đổi trắng sang nâu luôn. Đấy, anh đổi bộ ở nhà, quất cho em bộ nâu này, được không? Thật á? Mà nếu mà ngày mai em không thích bộ nâu rồi nữa, anh đổi luôn cho em bộ khác. Ôi sao người yêu thế? Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Chờ anh, xuống anh đánh xe đi. Hôm nay chúng mình ấy, là phải ăn một bữa tưng bừng khói lửa. Rồi, bây giờ ấy, đi ra sảnh chờ anh đánh xe rồi chúng mình cùng đi nhá. Quyền đây à? Chào anh. Anh đến đây xin việc đi à? Không. Thế em đến đây làm gì? Đến trung tâm nội thất thì chỉ có mua sắm nội thất thôi. Mua sắm nội thất à? Thế sao em không bảo với anh? Bảo với anh để làm gì? Tôi phải nói với người yêu tôi chứ. Em nói là em có người yêu rồi. Vâng. Thế chuyện tối qua anh ngỏ lời với em đã có quyết định à? Anh buồn cười nhỉ? Anh không nhìn lại mình à? Tôi là một bông hoa đang thì nở rộ. Tôi phải chọn cho mình một người gọi là phù hợp nhất với tôi chứ. Mà không chọn nhanh thì lại hướng dương ngược nắng. Mà ngược thì nó hay đi kèm với nghịch. Ông mà này, anh đến đây xin việc thật à? Nhưng mà thôi tôi bảo này, trông cái tướng của anh kìa, không phù hợp với cái không gian sang trọng như thế này đâu. Chỉ phù hợp ở phía bên ngoài kia thôi. Hay là có cần tôi nói với người yêu tôi không? Người yêu tôi làm ở đây đấy, là chủ ở đây luôn đấy. Cái gì? Người yêu em làm chủ ở đây hả? Vâng. Này Huyền này, anh không nghĩ là em lại là một người con gái thực dụng như thế đâu. Thế không thực dụng thì làm sao mà sống được? Thế bây giờ tôi hỏi anh nhá. Anh có xe không? Đấy, có nhà không? Không. Thấy chưa? Thế có lương không? Ui giời ơi, nhắc đến tiền là chỉ cười thôi. Mà cười nhạt lắm. Mà này tôi bảo này, thế xin vào đây ý, có cần tôi nói một tiếng với người yêu tôi không? Người yêu tôi là chủ ở đây mà. Nhưng mà tôi bảo này, vào đây làm ấy, đừng có nói là quen biết tôi đấy nhá. Tôi cấm nghe chưa? Không được nói là quen biết tôi. Anh nhớ rồi, anh sẽ nói là không quen biết em. Ủa, anh? Không quen nhá, không quen nhá. Ủa? Đây là người yêu tôi. Sao lại không quen? Tôi không quen cô này. Đúng rồi, không quen anh ạ. Thế thôi mình đi ăn anh nhỉ? Từ từ, anh giới thiệu với em. Đây là... Này, thế công việc mới đã quen chưa? em cũng quen dần rồi ạ. Ui dồi ôi, cái showroom của anh nó to quá. Em phải khảo sát mất mấy tuần đấy. Sao lại showroom của anh?
Thế là giới thiệu với em đây là... À, này này, tôi tưởng là giờ này thì cậu phải đưa giám đốc kinh doanh đi công việc chứ sao giờ này vẫn còn đứng ở đây. À, dạ anh ấy có việc riêng nên anh ấy tự đi, em không phải lái á. À thế à. Sao lại lái là như nào? Anh lái xe của công ty. Thế còn anh? À cô Huyền này, như cô hỏi ấy, thì bây giờ tôi mới trả lời. Tôi không có xe, bởi vì đi đâu đã có cậu lái xe rồi. Còn nhà thì tôi không thể đập tòa nhà building để ở căn nhà chung cư được. Còn về lương, tôi không có lương, bởi vì chính tôi là người tự trả lương cho mình. Anh! Hả? Đây là cái nhà hàng sang trọng mà anh bảo với em đấy. Trông thế này thôi nhưng mà nó cái gì cũng có em ạ. Nhá. Em cần ăn cái gì cũng có nhá. Ví dụ em cần ăn tôm hùm có tôm hùm này, có bào ngư có bào ngư này, có vây cá mập cũng có vây cá mập này, cái gì cũng có nhá. Anh toàn lừa em thôi. Lừa thế nào? Được rồi, để anh gọi chủ quán đây nhá. Chủ quán đâu? Dạ, có đây ạ. Dạ. Đem cho cái menu ra cái này. Dạ, hai bố con dùng gì ạ? Cái gì? Nói gì đây? Mất mũi làm sao thế hả? Hai bố con à? Xin lỗi thật là thất lễ với quý khách quá, tội lỗi. Dạ, thế hai ông cháu dùng gì ạ? Cái gì? Mày làm sao đấy? Hả? À? Mày chơi xỏ tao đấy à? Hả? À? Thôi em ơi, đi. Dạ, quý khách cứ bình tĩnh. Dạ, vừa nãy là chỉ là đùa cho vui đấy ạ. Dạ. Đùa phải không? Vâng. Nhìn quý khách em biết đây là Thanh Mai, đây là Trúc Mã, đây là chồng, đây là vợ. Dạ, đây là chồng, đây là vợ. Nhìn sánh đôi lắm ạ. Dạ. Thế trông có tướng phu thê. Dạ, có tướng phu thê ạ. Chị rất giống nhau ạ. Giống nhau. Đấy em thấy chưa? Vợ chồng anh chị thật là đẹp đôi ạ. Dạ. Thế... nhà hàng đâu? Menu đâu? Dạ, dạ đây ạ. Dạ mời anh chị chọn món ạ. Chủ quán này. Dạ. Nghe đây. Tí nữa tao hỏi. Cái gì cũng hết nhá. Cho một con tôm hùm nhỉ? Dạ. Cái loại 10kg đấy, có không? Dạ có chứ ạ. Dạ báo cáo thực khách là quán nhà em hết rồi ạ. Hết rồi ạ? Dạ vâng ạ. Rồi rồi. Hết thế nào? À, em ơi, em có ăn được bào ngư không? Em ăn cái gì cũng được. Bào ngư nhé. Thế bào ngư có không? Dạ có chứ. Dạ, bào ngư nhà em cũng hết rồi ạ. Lại hết rồi? Dạ vâng ạ. Hết thế nào nhỉ? Thôi được rồi. Thế cái món cua hoàng đế còn không? Dạ, thế trả lời là còn hay hết ạ? Ê, dạ, xin lỗi chị. Cua hoàng đế nhà em cũng hết rồi ạ. Lại hết à? Dạ vâng ạ. Ôi giời, cái nhà hàng này cái gì cũng hết là thế nào nhỉ? Thôi em ơi, thôi đã thế thì ta đi nhà hàng khác này. Ê dạ. Đi bao nhiêu cái nhà hàng rồi, nhà hàng nào cũng hết. Anh ơi, thôi bây giờ nhà hàng anh còn cái gì thì anh mang ra đây cho chúng tôi ăn tạm, đói lắm rồi. Thế còn cái gì thì ăn tạm được. Có dạ, những cái gì nào? Thưa vợ chồng anh chị. Nhà hàng em còn cơm, cá cả và thịt luộc. Như cà pháo hả? Dạ vâng, cà pháo vừa mới muối ngon lắm ạ. Ôi, này cái đấy mà sôi với mắm tôm thì tuyệt vời ấy nhỉ. Mắm tôm cái gì? Hả? Mắm tôm mùi lắm, không ăn đâu. Dạ, thế là chị đang có em bé ạ. Thôi nhá, stop mắm tôm, stop. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. Đã có cái gì đâu mà ăn. Dạ em quên mồm ạ. Dạ. Hả? Cái gì? Anh chị có dùng thêm đồ uống gì nữa không ạ? Uống cái gì? Nghị định 100 rồi uống cái gì? Thôi dạ em xin lỗi ạ. Nhanh. Kìa. Cười lên xem nào. Này, ăn xong rồi là anh ra anh mua cho cái túi nhá. Anh toàn lừa em thôi. Lừa là lừa thế nào? Anh nói thật đấy nhá. Thích túi màu gì nào? Thật không? Thật chứ. Hứa rồi đấy nhá. Hứa. Đấy. Được chưa? đâu rồi? Chụp ăn lâu thế? À, có ngay ạ. À, đây rồi. Dạ. Mời hai anh chị ạ.
anh ơi, cơm này cũng ăn được á? Thế thịt này cũng ăn được à? Cái này ăn được à? Này, cá này cũng ăn được à? Này, cơm này á, chó cũng chả thèm ăn. Dạ, thế ý anh chị là như nào ạ? Còn như thế nào nữa? Nhìn đi. Rồi, em hiểu rồi. Anh chị ngồi đợi em một tí ạ. Dạ, báo cáo anh chị, cơm này là chó ăn được đấy ạ. Không có tiền còn sĩ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.